Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngoại trưởng Mỹ kẹt ở Davos vì máy bay hỏng. Máy bay phải quay đầu vì hành khách cắn nữ tiếp viên. Quân đội Mỹ được xếp mạnh nhất thế giới. Nga tiêu diệt nhiều chiến binh ngoại quốc ở Kharkov. Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công tàu chiến Mỹ ở vịnh Aden. Ngoại trưởng Mỹ kẹt ở Davos vì máy bay hỏng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17 tháng 1 bị mắc kẹt tại Davos, Thụy Sĩ trong một thời gian ngắn do máy bay của ông gặp sự cố nghiêm trọng liên quan tới rò rỉ oxy. Hãng tin Bloomberg và CNN dẫn lời một thành viên trong nhóm báo chí lưu động của ông Blinken cho hay một máy bay mới, nhỏ hơn đã được điều tới Thụy Sĩ để đón ngoại trưởng, còn các thành viên khác của đoàn sẽ quay lại Mỹ bằng máy bay thương mại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho hay ông Blinken dự kiến trở về Mỹ vào tối 17 tháng 11 và chuyển các câu hỏi khác tới lực lượng không quân Mỹ. Ngoại trưởng Blinken tới Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên hôm 15 tháng 1 và theo kế hoạch trở về Mỹ ngày 17 tháng 1. Theo lịch trình, ông Blinken đi trực thăng từ Davos tới Zurich và lên máy bay để về Mỹ. Tuy nhiên, sau đó quan chức này được thông báo máy bay của ông gặp sự cố, không thể cất cánh. Bloomberg cho hay máy bay bị hỏng là một chiếc Boeing. Máy bay phải quay đầu vì hành khách cắn nữ tiếp viên. Nam hành khách người Mỹ cắn nữ tiếp viên hàng không khiến chuyến bay của hãng All Nippon Airways ANA phải quay trở lại sân bay Tokyo sau hơn một giờ bay. Theo hãng tin CNN, chuyến bay ANA 118 khởi hành từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản lúc 21 giờ 47 theo giờ địa phương hôm 16 tháng 1 để tới thành phố Seattle của Mỹ. Trong web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết, sau hơn một giờ bay, máy bay đã buộc phải quay đầu để trở về sân bay Tokyo. Phát ngôn viên của ANA thông báo, nam hành khách bị cáo buộc cắn nữ tiếp viên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, tên của hành khách người Mỹ không được công bố. Sở cảnh sát Tokyo đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Trong khi đó, nữ tiếp viên may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên hành khách có hành vi cắn nhân viên tổ bay khi máy bay đang thực hiện hành trình giữa không trung. Vào năm 2022, hai hành khách từng bị phạt nặng vì đánh, cắn phi hành đoàn và hành khách trên các chuyến bay của hãng American Airlines và Delta Airlines. Hai đối tượng đã bị phạt lần lượt là 81.950 đô la Mỹ và 77.272 đô la Mỹ. Đây cũng là hai mức phạt lớn nhất từng được Cục Hàng không Liên bang Mỹ ban hành đối với các cá nhân có hành vi sai trái trên máy bay. Hôm 3 tháng 1, một chuyến bay của hãng American Airlines cũng đã chuyển hướng đến sân bay Texas sau khi một hành khách được cho đâm tiếp viên hàng không và hành hung ít nhất một sĩ quan cảnh sát. Quân đội Mỹ được xếp mạnh nhất thế giới. Theo chỉ số hỏa lực toàn cầu năm 2024, trong bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới, Mỹ đứng thứ nhất, còn Nga đứng thứ hai. Bảng xếp hạng hỏa lực toàn cầu sử dụng hơn 60 yếu tố riêng biệt để xác định điểm Power Index của một quân đội quốc gia nhất định, với hạng mục từ số lượng đơn vị và tình hình tài chính cho đến khả năng hậu cần và địa lý. Tổng cộng, 145 quân đội các nước đã được xem xét và đánh giá. Quân đội Mỹ đứng đầu với chỉ số sức chiến đấu là 0,0699, Nga đứng vị trí thứ hai với chỉ số 0,0702. Ở vị trí thứ ba là Trung Quốc với 0,0706. Ngoài top 3 quốc gia đứng đầu, đứng ở các vị trí tiếp trong top 10 lần lượt là Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Italy chốt ở vị trí thứ 10. Cuối tháng 10 năm 2023, tạp chí US News and World Report của Mỹ đã công nhận quân đội Nga là mạnh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng này, Mỹ đứng thứ 2, Trung Quốc thứ 3, Israel thứ 4, Hàn Quốc thứ 5. Trong khi đó, giáo sư John Mersheimer của Đại học Chicago cho rằng quân đội Nga thậm chí còn trở nên hùng mạnh hơn kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nga tiêu diệt nhiều chiến binh ngoại quốc ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 60 chiến binh ngoại quốc đang chiến đấu cho Ukraine, hầu hết là người Pháp, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công chính xác nhằm vào một tòa nhà ở Kharkov. Hãng tin RT đưa tin Kharkov là một thành trì quân sự lớn của Ukraine ở phía đông và là bệ phóng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga, gồm cả vụ ngày 30 tháng 12 năm ngoái nhằm vào Belgorod, khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tối 16 tháng 1, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào một điểm tập trung tạm thời của chiến binh ngoại quốc ở thành phố Kharkov. Phần lớn số chiến binh này là lính đánh thuê người Pháp. Kết quả của tấn công là tòa nhà nơi lính đánh thuê đóng quân đã bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 20 người được đưa tới bệnh viện.
Cuộc tấn công diễn ra cùng ngày Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ không cho phép Nga giành chiến thắng và cam kết sẽ gửi 40 tên lửa hành trình Scalp cùng hàng trăm quả bom cho Kiev. Về cuộc tấn công Nga vừa đề cập, nhà chức trách Ukraine ban đầu cho biết hai quả tên lửa đã bắn trúng một bệnh viện không còn hoạt động, làm 9 người bị thương. Thống đốc Kharkov, ông Oleg Sinegubov sau đó cho hay có 17 người bị thương, hai trong số đó bị thương nặng. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát khu vực Kharkov, Vladimir Timoshko, nói với hãng tin Suspine rằng trong số những người bị thương không có quân nhân và mục tiêu của tấn công tên lửa của Nga là một tòa nhà dân sự. Nga cho biết hàng nghìn chiến binh ngoại quốc đã kéo tới Ukraine ngay khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Những người này đã nhanh chóng vỡ mộng trước thực tế của cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tính đến tháng 7 năm ngoái, tại Ukraine chỉ còn 2.000 người như vậy. Trong số 11.000 người tới Ukraine lúc đầu, có 5.000 người đã rời đi. Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công tàu chiến Mỹ ở Vịnh Aden. Một con tàu nữa của Mỹ ở Vịnh Aden bị tấn công. Phát ngôn viên quân sự của phong trào Houthi Yahya Saria cho biết trên kênh truyền hình Al-Masira, các cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm và một tàu của Mỹ ở Vịnh Aden, vịnh nối với Biển Đỏ, thông qua eo biển Bab el-Mandeb để đáp trả hành động gây hấn nhằm vào lãnh thổ Yemen, ông Saria khẳng định. Ông cam đoan lực lượng vũ trang Houthi sẽ có đòn đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại phong trào này. Cách đây vài ngày, lực lượng Houthi cũng tuyên bố trong một tấn công trả đũa, lực lượng này đã đánh chìm một tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ. Trước đó, vào đêm rạng sáng thứ 62 tháng 1, Mỹ và Anh đã phát động chiến dịch chống lại phong trào Houthi, thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở 4 tỉnh của Yemen. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là phản ứng trước mối đe dọa đối với tự do hàng hải, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục có những hành động quân sự.